Hi, mình xin chào tất cả mọi người nha. Hiện tại thì mình đang ở trên ngoại nè các bạn. Như các bạn xem clip hôm qua thì cũng biết rồi đó. Đây là hai con nhông cát của mình nè. Kêu bà ngoại lấy giùm á. Đây để mình dở ra cho các bạn xem con nhông cát là cái con giống gì nha. Đây là hai con nhông cát nè các bạn. Đáng lý ra là mình mua tới ba con lận, nhưng mà một con nó bị mắc trong cái quá trình vận chuyển này. Ở bên shop người ta cũng hoàn tiền cho mình này, nên là cũng không lo hết các bạn. Một con như thế này là khoảng bao nhiêu ta? 70-80 ngàn vậy á. Ba con thì 200 ngàn. Tiền ship nữa là 223 ngàn. Là mình mua ba con á, nhưng mà mắc một con rồi, shop trả mình có 60 ngàn sao kỹ ha. Nhưng mà thôi cũng kệ đi các bạn. Nếu như mà các bạn muốn mua thì mình có để link shop cho các bạn xem á, ở dưới phần mô tả dưới lại phần bình luận á. Ai muốn mua thì bấm vô mua. Chứ mấy bạn mỗi lần mà mình mua bét vậy cứ mấy bạn cứ nhắn tin hỏi mình hoài à. Nhiều người lắm, mình làm biến trả lời. Nhưng mà mình có nói trong clip là mình để link shop dưới phần mô tả mà, kêu mấy bạn bấm vô mua mà mấy bạn đâu chịu đâu, nhắn tin cho mình mới chịu không à. Còn bây giờ thì mình sẽ đẩy lại. Khi nào về thì mình sẽ đem hai con này về để mình qua bên kia mình quay lại mấy con cá bảy màu cho mọi người xem. Mấy con cá bảy màu mà hồi lúc mình đem mình thả lên đây nè, không biết bây giờ nó ra sao rồi nữa. Đây là cái chỗ mà mình thả cá bảy màu hôm trước nè các bạn. Các bạn nhìn vô thì các bạn đâu thấy con nào đó ha. Nhưng mà thực sự thì ở trong đây nhiều lắm các bạn. Mình thả bao nhiêu thì nó còn bao nhiêu á. Ủa không biết nó còn hay là nó chết bớt nữa. Đây mình có thể thấy được mấy con blue tạc răng với lại full gold nè. Nhưng mà nó tuốt ở dưới kia. Hôm trước ông ngoại mình cũng có thả vô đây hai con cá tự tượng chà bá, không biết nó có ăn không nữa. Nhưng mà bây giờ mình thấy cũng còn cái bảy màu thì thấy cũng ổn rồi. Nhưng mà quay clip lên á thì các bạn không thấy. Đây đây đây, mình dụ nó lên nè. Nó có lên không ta? Đây nó bu lại một đống nè các bạn. Các bạn không thấy ha. Đây nè, đó một đống đó, các bạn thấy chưa? Còn nè, chứ nó đâu có bị mắc gì đâu. Ở mình thả vô đây cái nó con nào con nấy nó bự chà bá luôn các bạn. Bạn thấy không? So với cái lúc mà mình nuôi á, nó bự hơn rất là nhiều á. Lúc mình nuôi cá ra sao không biết nữa mà mấy con cá nó nhỏ xíu xíu à. Đó, nó bơi một đạn bển đã chưa. Không biết mấy con này nó có đẻ không ta. Nhưng mà nó đẻ ở trong đây mấy con lý tí mà cái hồ này nó bự như thế này thì mình cũng không thấy được đâu. Thì hôm nay mình cập nhật lại mấy con cá bảy màu này cho các bạn xem thế thôi. Đó, nó vẫn còn sống như các bạn. Vẫn còn cũng khá là nhiều á, mười mấy 20 con gì lần. Phải nước này mà cạn cạn mình bắt con cá tai tượng lên cho các bạn xem rồi. Nhưng mà nước này cao quá mình không có bắt được. Với lại là cũng không quay thấy luôn. Các bạn thông cảm nha. Để lần sau đi. Lần sau mình có lên đây á thì mình kêu ngoại mình bắt ra cho các bạn xem. Đó. Còn bây giờ thì mình chuẩn bị đi về rồi. Ok. Mình mới đi mua cái lọng về nè các bạn. Mua về thì mới để ý nó bự quá trời bự luôn á. Nhìn cái lỗ này nó chà bá nè. Sao mà ở ngoài tiệm mình trời ơi, cái giọng bị gì á. Sao mà ở ngoài tiệm mình thấy cái lỗ nó nhỏ lắm mà về nhà cái nó bự quá vậy. Cái lỗ lớn như thế này á thì nuôi mấy con kỳ nhông với lại kỳ tôm của mình nó thoát ra được. Nên là bây giờ mình cũng chưa có làm cái chuồng này gấp đâu. Mua về định làm cái chuồng nuôi con rồng Nam Mỹ nhưng mà chưa có giao các bạn. Người ta chưa giao. Để ông gài cái tầng này á, hỏi ông bán thì ông nói ông sót đơn các bạn. Ông quên giao cho mình. Một ngày ông giao mấy trăm đơn á. Trời ơi, ông bán đắt hay sợ chứ. Một ngày ông giao mấy trăm đơn thì sót một hai đơn là chuyện bình thường các bạn. Nhưng mà sót ngay cái đơn của mình mới ác chứ. Nhưng mà sót đơn cũng tốt các bạn. Chứ tưởng đâu mà ông gửi gọi mà một tuần chưa tới tay mình á thì mấy cái con đó nó yếu á, mình nhận rồi nó yếu nó chết thì tội nó lắm. Nên là thôi, kêu ông gửi lại rồi. Gửi lại thì khoảng 3-4 ngày gì nữa mình sẽ có để nuôi thôi. Còn cái lồng này mình mua về để nuôi nó nè, nhưng mà cái lỗ này bự quá, chắc chừng nữa mình phải mua lưới bao xung quanh nữa chứ không có đơn giản là gáp lên là nuôi được đâu. Lúc nãy mình cũng định gáp cho các bạn xem cái chuồng này nó như thế nào rồi, nhưng mà gáp có được đâu. Mua mấy cái tấm mà làm chuồng như thế này mà quên mua dây gút rồi các bạn, không có dây gút không làm được. Nên là thôi, để chừng nữa đi, 2-3 ngày sau đi rồi mình sẽ làm cho các bạn xem nha. Còn bây giờ thì để mình sẽ cho các bạn xem mấy con nhông cát của mình. Mình để mấy con nhông cát này ở trong đây nè, ở trong cái hộp dự trữ dế với lại sâu của mình á. Tại hôm qua đem về gấp quá chưa chuẩn bị cái chuồng nuôi các bạn. Để bây giờ mình ra mình quay cho các bạn xem con nhông cát như thế nào nha. Đây là hai con kỳ nhông cát của mình nè các bạn. Hôm trước mình xem clip của ông Wyvin TV á, mình thấy ông nuôi đã quá nên là mình kiếm mình mua liền. Mình kiếm mình mua nhưng mà có bạn nhắn tin mình á, nói là bạn có bán, bạn tặng mình. Cái mình cũng nhận luôn. Mình nhận cái mình đưa địa chỉ số điện thoại đã đời kia bạn ship đi nhưng mà trong cái quá trình ship á, bạn làm gớt ra cái nó chạy mất tiêu hết trơn rồi. Nên là mình không có nhận được cái quà tặng của bạn đó luôn. Bởi vậy mình order của người khác. Mình mua của người khác luôn. Để mình đem cái hũ sâu này ra chỗ khác quay cho các bạn xem rõ hơn ha. Đây, hai con nhông két. Nó chạy rất là nhanh luôn các bạn. Xem cẩn thận chứ không thôi là nó tẩu thoát á. Hôm trước đáng lý ra là 3 con lận. Nhưng mà một con nó đi rồi. Nó đi rồi trong cái lúc vận chuyển rồi. Mình nhờ ông ngoại với bà ngoại mình lấy hàng giùm các bạn. Ông ngoại với bà ngoại mình nói cái con mà nó mắc á, nó bự gấp đôi hai con này luôn nè. Nó bự bằng hai con này cộng lại luôn á. Con chết là nó bự hơn. Nó bự lắm. Chờ lại hai con sống nhỏ xíu thiêu cho mình. Chán thiệt chứ.
Nhưng mà thôi cũng được các bạn, nuôi từ từ nó cũng lớn chứ gì. Hình như cái con nhỏ là con đực đúng không? Còn cái con lớn là con cái. Ở đây thì mình có hai con, đực cái luôn, đủ một cặp luôn. Chừng nữa mình nuôi lớn lên có thể sinh sản được rồi đó. Nhưng mà chả biết nuôi có lớn được không nữa, hay là nuôi vài bữa nó ngẫm đầy. Một con như thế này thì mình không biết bao nhiêu tiền, nhưng mà mình mua chẵn luôn á, là người ta bán 200 ngàn ba con các bạn. Các bạn nào muốn nuôi hai con này giống mình á thì xem link ở dưới phần mô tả nha. Mình có để Facebook của shop bên phần mô tả với lại phần bình luận á. Ai muốn mua thì bấm vô đó nhắn tin hỏi giá rồi cái mình đưa cái số địa chỉ với lại cái số điện thoại cho người ta. Chừng nào shipper nó ship tới thì các bạn điện các bạn ra nhận, chứ không có chỗ đặt hàng cho mấy bạn đâu nha. Để cho mấy bạn khỏi nhắn tin với mình là hỏi shop, mình có để dưới phần mô tả và bình luận đó, bấm vô và nhắn tin rồi mua thôi. Chứ để mỗi lần mà mình mua pet mới về là các bạn nhắn tin hỏi mình à, hỏi quá trời luôn, mười mấy 20 người mình đâu có trả lời hết, mình đâu có trả lời hết nổi, mình làm biến trả lời luôn á. Shop này có bán chăn với lại cá sấu nữa, ai mà muốn mua hai con đó thì nuôi đi. Ban đầu mình cũng định mua cá sấu rồi đó, nhưng mà cá sấu trời ơi, bà chụp hình cá sấu cho nó chà bá nó bự bằng cái bắp đùi mình á, thôi ngán quá khỏi luôn đi. Nhìn mà mình sợ luôn chứ sao nuôi, phải như cá sấu mà cỡ mới nở gan tay hai gan tay thì mình nuôi ép xài cho nó nhỏ nhỏ một tí vậy thì được, chưa bự quá nuôi cũng ngán các bạn. Với lại chăn nữa, chăn thì có size nhỏ nhỏ với mấy con chăn vàng á, 650 một con. Chăn thì có thể mình nuôi được, nhưng mà hiện tại gần cuối tháng rồi, mình xài gần hết tiền rồi, nên là hết tiền mua các bạn. Chứ có lẽ là tháng sau mình sẽ nuôi á. Chăn thì có thể nuôi được, còn cá sấu thì thua rồi, nhìn nó sợ lắm. Trở lại chủ đề chính là hai con nhông két này. Con nhông két là một trong những loại bò sát mà mình thấy đẹp, nuôi cảnh được. Cái con này là đặc sản của Ninh Thuận, Ninh Bình gì á, không biết nữa. Mình nhớ mãi mãi là vậy thôi nha, chứ không biết là đúng hay sai nha. Nhưng mà cái con này đặc sản á, làm thịt nó ăn ngon lắm, nhưng mà mình không có ăn, mình để mình nuôi chơi thôi các bạn. Cái con này nó hiền lắm các bạn, nó cũng giống như gắn mối vậy đó. Mình gờ sờ nó thoải mái, nó không có cắn mình. So với con kỳ tôm với lại kỳ nhông thì nó rất là hiền á. Đây, hai con kỳ tôm với lại con kỳ nhông nó cắn một cái đứt cái tay luôn á. Nói chung là hiền hay dữ gì mình nuôi từ từ nó cũng thuần mình hết trơn các bạn, nên là cũng không lo đâu. Cái con này thì ở ngoài tự nhiên nó ở két các bạn, nó đào hang trong két nên là người ta kêu nó là nhông két. Thức ăn của cái con này là giống như là nó là lời ăn tạp á các bạn, rau nó cũng ăn mà thịt nó cũng ăn nữa. Nó ăn được dế nè, sâu bọ, cào cào cháu cháu, dung đất nó cũng ăn được à, với lại là nó có thể ăn rau nữa, rau muống, rau lan, rồi cà gót, cái gì nữa ta, bí gì mà màu vàng vàng các bạn hả. Mình thấy mấy cái đó người ta hay cho mấy con này ăn lắm nè. Cái phần mà thức ăn nuôi hai con này thì khá là dễ rồi, cái giống vị nó cũng ăn được hết, nó không có kén ăn lắm đâu, nên là các bạn nuôi con này cũng khá là đơn giản á. Còn cái phần chuồng trại thì mình không biết sao, mình nghĩ là nhỏ nhỏ vừa đủ cho hai con này nó hoạt động là được rồi, có hàng chú, có chén nước, có thức ăn là ok. Kích thước của mấy con này mà khi trưởng thành thì cũng bự lắm á các bạn, cũng cỡ 2 gen tài chứ không có ít đâu. Màu sắc của nó khi trưởng thành thì cũng sặc sỡ hơn, cũng đẹp hơn rất là nhiều á. Nhưng mà để chừng nữa đi, mình nuôi nó lớn rồi các bạn biết à, chứ bây giờ thì nói các bạn cũng chả biết đâu. Rồi các bạn lên mạng thì sẽ biết chứ, mình quên chứ, trên mạng bây giờ cái gì mà không có ha. Còn bây giờ thì để mình chuẩn bị cái chuồng nuôi con này các bạn. Hôm nay thì nuôi tạm nó ở trong cái chuồng này đi, rồi vài bữa sau thì mình sẽ mua cho nó thêm một cái chuồng mới, hoặc có thể là mình sẽ làm cái chuồng ban nãy đó. Cái chuồng ban nãy mình quay cho các bạn xem đó, mình sẽ đóng lại và nuôi hai con này trong đó. Mấy con sâu này thì mình để trong đây được rồi, để trong đây thì nó cũng đâu có chạy ra được đâu. Còn mấy con dế thì cứ để nuôi chung với mấy con này luôn, cho mấy con này nó ăn. Ở đây thì các bạn có thể thấy mấy con sâu của mình nó hóa thành nhộng hết trơn nữa các bạn. Mình bắt được mấy cái nhộng con sâu nè, để mình bắt lên cho các bạn xem nha. Nó hóa thành những con nhộng như thế này, rồi từ từ cái nó mới lột xác thành cái con bọ gì màu đen đen á các bạn. Rồi nó sẽ đẻ trứng nha. Nó đẻ trứng ra xong cái nó nở thành mấy con sâu này nè. Nhưng mà không biết nó có lột xác rồi đẻ trứng cho mình được không đi nữa. Nhưng mà kệ đi, mấy cái con sâu này thì nó cũng rẻ mà, để mua cho mấy con bò xác của mình ăn được rồi, khỏi cần ép sinh sản làm cái gì cho nó mất công. Mình để tạm hai con nhông cát này trong cái bao này đi ha. Rồi mình lấy cái này mình set up cái chuồng cho nó, rồi cái mình thả nó vô sau. Nó tên là nhông cát mà, nên là mình sẽ lót chuồng nó bằng cát ha các bạn. Cát đây. Mấy hôm trước mình nói nhà mình chưa có cát á, thì bây giờ có rồi. Tại nhà mình đang xây đường á các bạn. Trước cửa nhà mình thì đang xây đường nữa các bạn, nên là người ta đổ rất là nhiều cát luôn. Cát thà hồ mà lấy luôn, nhưng mà lấy ít ít thôi, lấy nhiều quá người ta chửi ha. Nhưng mà cát này chắc cũng không có nhầm nhò gì đâu, lấy người ta cũng chả chửi đâu. Xây đường thì mình tận dụng được mấy cái cát này nè, có cát cho mấy con thú cưng của mình xài. Rồi một hồi mình lấy cát này mình lót chuồng cho con sáo nữa các bạn, để nó ị không có bị dơ á. Hỏi mấy các bạn nào bình luận cho mình biết nè. Đấy, một hồi thì mình sẽ lót cát này vô cái chuồng con sáo của mình luôn. Mình tận dụng cái này gì ta, cái chụp cho cái ống nước các bạn. Mình làm cái chén nước cho mấy cái con nhâm két của mình luôn. Còn cái này là cái ống nhựa này các bạn, ống nhựa mua về làm ống trúng á, nhưng mà nó bự quá trời bự rồi xài đâu được đâu, nên là mình cắt ra mình làm cái chỗ trú ẩn cho mấy con nhâm két của mình luôn. Mấy con nhâm két thì nó cũng khoái ra. Ây da, trời ơi, xém rớt cái điện thoại rồi. Thôi bây giờ để mình thả mấy con nhâm két này ra nha. Đây, một con,
Đây, hai con. Đây là hai con nhông két của mình. Ở tạm trong cái chỗ nuôi nhỏ bé như thế này đi ha. Rồi vài bữa tao sẽ làm cho mày quay cái chuồng bự hơn. Đó, cho mày vô hang của mày chú ẩn đi nè. Đó. Ở đây thì mình mới chuẩn bị cho nó một cái chén thức ăn nữa các bạn. Mình để đây ha. Bây giờ để mình kiếm một tí rau với lại giới sầu gì đó mình bỏ vô đây cho hai con này nó ăn ha. Rau thì mình xin của cái bọn thỏ này một tí lá rau muống nha các bạn. Hai con thỏ này nó ăn no cái nó nằm im luôn rồi. Đi ra chỗ khác để lấy mớ rau coi. Ừ, đúng rồi đó. Cái gì đâu mà nằm án chỗ không cho tao lấy rau luôn á. Đây vài cái lá rau muống thôi. Mấy con nhông két thì cho nó ăn lá thôi các bạn. Cộng chắc nó cũng không ăn đâu ha. Bao nhiêu đây lá rau muống là chắc đủ cho mấy con nhông két của mình nè. À. Dư luôn á. Bây giờ thì mình sẽ đẩy cái chuồng này lại. Không thôi nó chạy mất tiêu ạ. À. Hiện tại thì mình đang cho mấy con này nó phơi nắng nè các bạn. Đó, cho nó phơi nắng cho nó dễ tiêu hóa tốt ha. Đây thì mình sẽ bỏ rau muống vô cho nó ăn. Từ cái lúc mà mình đem nó về mình chưa thấy nó ăn lần nào luôn. Không biết bỏ vô đây nó có ăn không nữa. Bây giờ thì mình sẽ thả một nắm dế vô đây cho nó ăn hai loại luôn, vừa rau vừa dế. Muốn ăn loại nào thì nó ăn ha. Ở đây thì mình có cái chỗ trú ẩn cho nó rồi, là cái ống nước này nè. Chắc mình để ngoài nắng thì không sao đâu ha các bạn. Tại mình nghe nói cái con này nó phơi nắng dữ lắm. Nó cần phơi nắng tối một ngày luôn mới được. Nên là thôi, cứ để nó ngoài nắng đi ha. Khi nào mà nắng nóng quá thì nó chung với cái ống nước này. Khi nào nó muốn phơi nắng thì nó đi ra ngoài nó phơi thôi. Nó chưa để đây hồi cỡ nửa tiếng, 1 tiếng gì mình cũng đem vô các bạn. Chứ để ở ngoài nắng hồi mình sợ nó ngấm luôn á. Bây giờ thì mình sẽ lấy một tí cát cho con chim sáo của mình nha. Lót chuồng cho con chim sáo này để cho nó ị không có bị dơ mấy bạn. Chứ để con chim sáo này nó ị nhiều lắm. Xong rồi nè các bạn, bây giờ mình vừa lót cát cho cái chuồng con sáo của mình rồi đó. Bây giờ thì mình sẽ thưởng cho nó mấy con dế nha. Ê, từ từ. Gấp gáp với mày. Còn nữa nè. Đấy. Lúc gầy mình thấy cái con sáo của mình nó đang tập nói chuyện các bạn. Thấy nó cứ ẻn hoài luôn á. Không biết bây giờ mà mình tập cho con sáo này nó nói chuyện thì mình có cần lột lỡ nó ra không ta? Hay là cứ thu âm rồi để đó cho con này nó nghe suốt ngày từ từ nó biết nói tiếng người. Thấy cái con sáo của mình nó nhát quá, hổm gầy nó mới thân thiện với mình đựng tí mà bây giờ mình bắt nó ra mình lột lỡ chắc nó sợ mình luôn á. Nên là thôi, cứ để từ từ đi ha các bạn. Hôm nay thì mình lại tiếp tục chuyển nhà cho con rùa nữa nha các bạn. Có mấy bạn hỏi mình tại sao mà chuyển nhà cho mấy con thú cưng của mình hoài á. Thì mình cũng không biết tại sao nữa các bạn. Các bạn hỏi mình cũng thua luôn rồi. Tại lâu lâu á thì mình thấy cái con này nuôi chỗ này được. Cái lâu lâu mình thấy cái con này nuôi chỗ kia được. Nên là mình cứ chuyển nhà cho nó hoài à. Không biết làm sao nữa. Hôm nay thì mình thấy nuôi mấy con rùa này trong hùm mướp được hơn nè. Nên là mình chuyển nó vô hùm mướp nuôi. Còn cái thùng này thì mình đem mấy con kỳ nhông với lại kỳ tôm vô đây nuôi. Tại mình thấy cái con kỳ tôm nó cũng không có di chuyển gì nhiều các bạn. Nên là thôi, nuôi trong cái hộp nhỏ nhỏ thôi. Không có cần nuôi trong cái hùm mướp quá bự đâu. Đem mấy con rùa nuôi trong đây á, thì mình có thể nuôi mấy con này ở ngoài trời luôn nha các bạn. Ở đây thì mình có cái nắp thùng mướp nè. Mình để đây mình đậy qua. Đậy lại để cho nó có cái chỗ mà trú ẩn khi mà trời nắng quá cho cây trong đây nó có cái bóng mát nè. Rồi cái mấy con rùa nó vô đây nó ở thì nó sẽ ít bị sốc nhiệt với lại là nóng quá cái nó ngẫm luôn các bạn. Nuôi mấy con rùa này ở ngoài nắng thì nó có thể phơi nắng thường xuyên để mà nó có thể mà tổng hợp canxi với lại vitamin nữa mấy bạn. Nó phát triển tốt hơn. Chứ để mình nuôi ở trong kia cái lâu lâu mình làm biếng phơi nắng á thì nó phát triển không có tốt. Cái chuồng kỳ nhông với lại kỳ tôm thì mình set up theo kiểu này hết các bạn. Ở trong đây có một khúc cây để cho nó trèo lên nó phơi nắng nè. Dư lại chén sâu cho nó ăn. Bên đây là một chén nước để cho nó uống. Cho nó uống thôi chứ không phải là cho nó tắm nha các bạn. Con kỳ tôm này thì khoảng 3-4 ngày gì đó mình sẽ bắt nó ra tắm một lần. Hiện tại thì mình đang để cho nó tắm các bạn. Hiện tại thì mình đang để cho nó phơi nắng các bạn. Phơi nắng để cho nó tổng hợp canxi á, cho nó nóng người lên để cho nó tiêu hóa tốt hơn. Để cục gạch lên để cho khi nào mà nó nóng quá thì nó vô cái bóng mát của cái cục gạch này nó núp nha các bạn. Còn bây giờ thì để mình tìm mấy con ốc bu vàng cho mấy con gùa này ăn các bạn. Con gùa đó hổng gậy cả tận lễ chưa cho ăn đó. Chắc hôm nay cho nó ăn rồi nè. Nó cũng đói lắm rồi đó. Đây là mấy con ốc bu vàng mà mình mới bắt cho mấy cái con gùa của mình ăn nè các bạn. Bắt nhiêu đây hơi ít ha. Nhưng mà thôi kệ, nhiêu đây cho nó ăn đủ rồi. Để mình nghỉ mệt mình từ từ con đẻ vậy cha. Thấy ghê hả? Con đẻ các bạn ơi, hai con luôn, thấy ghê thật chứ. Bây giờ sao đây? Để mình bắt nó ra ăn cái nha. Con này con đẻ à, đâu phải con giác đâu. Bữa hôm có một con nó nằm trong ngực không ơi. Trời ơi, gớm thật chứ ông nội. Nè nó dính cứ ngắt hà bư nó không ra luôn nè. Hai con luôn, con nhỏ, con bự, con chà bá. Mình là chúa sợ đẻ luôn á. Nhìn nó cà nhúc gớm chết bà. Lấy cục đá ra hả? Ừ đúng rồi, mẹ thông minh nè. Đứng lên. Cục đá này con đẻ hay là con rùa này nó có đẻ không biết nữa. Con rùa có đẻ, đá gì đó. Đó, nguyên con bự chà bá chổng nữa kìa. Quậy chổng thật. Con đẻ chứ không ăn chắc nữa, con đẻ. Con này con đẻ nè. Con đẻ. Có cái lông cũng tròn đấy. Đây nữa nè. Đây quay con này bắt con này coi.
Rồi sao giết nó? Giết nó không chết. Cà nó không chết luôn nè hay không? Cắt kìa. Cắt. Cắt sao ta? Cắt theo đầu dọc ha. Ừ đúng rồi, cắt theo dọc. Để nè. Nó bò trên cái bao tay của mình nè các bạn, thấy gớm không? Cắt theo dọc. Rùa đẻ đâu mà có đĩa ra trời. Nè không, nó bố ở dưới cái tấm mướp mà cứng ngắc luôn á. Đây nè. Chúng tài là mấy đĩa tự gọi mày nhỏ xíu mày xem. Đây là hai con đĩa hay là con giác gì nè các bạn. Nhìn thấy gớm luôn á. Cứ cà nhúc mà nó dính hay cứ ngắt luôn. Mình hồi nãy mình bắt ra mà cũng khó khăn nữa. Cái này rồi sao tiêu diệt hai con này đây. Nghe nói là bỏ dê, dôi hoặc là muối vô. Hỏi chắc mình bỏ muối vô thử rồi cái nó có ngẫm không nha. Chắc hai cái con đó trong cái con gù của mon bự nè các bạn. Ồ gù ba gờ bự chứ. Tại con gù ba gờ bự hồi lúc mới bắt ngoài tự nhiên vô á nên là nó có, không biết còn không nữa đây nè. Còn mấy con ốc này thì để mình cho mấy con gù này ăn nha. Vừa bắt mấy con ốc vô chưa kịp cho ăn nữa là có biến rồi. Hồi lúc nãy mình bị mất con gùa ba gờ bự nữa các bạn. Cái hùng mướp bự như vậy mà nó cũng có thể bò ra được, hay thật chứ. Để hồi mình lấy cái tấm kiến mình che lên cái nữa. Mình đậy lại như vậy đốt có thể hót ra luôn á. Còn bây giờ thì để mình lấy muối mình bỏ vô đây thử coi hai con này nó có ngẫm không nha. Trời ơi trời, cà nhúc hay gớm thật chứ trời. Đây là một nắm muối hộp nè các bạn. Muối này nó mới mặn dữ chứ muối cục nó mặn đâu bằng đâu. Bỏ đóng vô nè coi mình có thể sống nổi không nha. Ơi nó bò ra. Bò ra kìa. Rồi sôi bỏ mát rồi. Chắc ngẫm rồi sống không nổi đâu. Sau khi mà bỏ nó vô muối một hồi á thì nó quấn cục lại nè các bạn. Nó quấn cục thành nguyên cục tròn quay luôn rồi, không biết nó còn sống nổi không đây nữa. Chắc là nó ngẫm rồi. Muối mặn như thế này mà sống sao nổi. Bây giờ thì mình sẽ để nó phơi nắng một hồi nữa nha. Nhìn hai con quỷ này ớn ăn thiệt chứ. Coi. Chắc vậy là nó chết đó các bạn. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là mình dừng clip tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở clip ngày mai. Bây giờ để mình nghỉ mệt tí rồi chiều mình thi nữa. Chiều nay mình thi thể dục, thi chạy các bạn. Cái thằng thì chà bá thì chạy không biết có đậu không đi nữa. Chắc gớt quá. Rồi, bye bye nha. Hẹn gặp lại các bạn ở clip ngày clip sau.